Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ phụ tùng xe 3 bánh, máy xăng, sử dụng lốp gai cao. Lốp này là lốp 500-12 các bạn nhé. Đường kính là 53, bản rộng là khoảng 12 cm. Nhíp thì sử dụng nhíp 6 lá, số lùi, số phụ, cầu các đăng. Bộ này thì tải trọng hoạt động thì khoảng 500 kg các bạn nhé. Cố thì có thể được hơn, nhưng mà tải trọng trong cái dài hoạt động thì khoảng 500 kg là được. Bền. Nhíp thì bên em vẫn phụ kiện đầy đủ nhé. Đấy. Phụ kiện thì nhíp vẫn là đầy đủ nhất từ trước đến nay. Phần gối đằng trước đây, thép dày đó, hàn lên khung này, cao su ốc thì ốc chống trôi các bạn nhé. Đấy, tất cả các dòng ốc bên em bán đều là ốc chống trôi. Đấy, rất là ốc này, ốc gọi là ốc nhập khẩu đấy, ốc chống trôi. Quang nhíp cũng thế, quang nhíp cũng sử dụng ốc chống trôi các bạn nhé. Đây này. Đấy. Mặt bích thì loại dày, cái này là hàng nội thôi. Đấy, thì trước mình có bán hàng nhập, nhưng mà các bạn là khách hàng thì nhiều bạn bảo là thích cái hàng dày, thì bên mình phục vụ theo nhu cầu của khách hàng. Nhíp thì nhíp 6 lá, hàng Việt Nam. Khách hàng cũng có thể chuyển qua sử dụng nhíp 5 lá, hàng nhập khẩu. Thằng này 5 lá nhưng mà nó lại đắt hơn các bạn nhé. Thì đắt hơn có 50.000 so với hàng Việt Nam này thôi. Thì khách hàng khi mua chỉ cần lưu ý cho em. Tí em sẽ báo giá cái bộ này. Đấy, bộ này rồi khách hàng có nhu cầu thêm hay là bớt gì đó thì bên em sẽ tính toán thêm. Tiếp theo là phần nhíp phía đằng sau. Phía đằng sau bên em trang bị rất là chi tiết và đầy đủ và đúng kỹ thuật. Đấy. Cái phần này thì sẽ được bắt vào cái lỗ nhíp này. Đấy. Cái phần hàn lên khung nó sẽ có một cái mõ như thế này. Cái mõ này thì được hàn lên khung, và bên mình có trang bị luôn cả phần cao su ở phía bên trên khung nhé. Đấy, thì khi các bạn chạy nó đỡ bị nó bị cọt kẹt đấy, thì cái nhíp nó ăn thẳng trục vào trục sắt ấy thì nó dễ bị đứt con bu lông. Đấy. Đây, nếu như các bạn mà ăn thẳng cái khớp đằng sau theo cái kiểu như này ấy, thì chạy lâu ngày ấy, thì nó sẽ dây đứt cái con bu lông này. Tất nhiên là để đứt được thì nó cũng sẽ còn lâu đấy, nhưng mà nó sẽ không bằng cái loại như thế này mà dùng cả cao su này. Thứ nhất là chạy nó không phát ra tiếng kêu. Đấy, thứ hai nữa là cao su nó êm hơn, với là nó đỡ bị đứt ốc, nó sẽ không bị đứt cái ốc bu lon. Đấy là phần phụ kiện nhíp là bên em trang bị rất là đầy đủ. Phần đũa phanh thì vẫn bao gồm 3 cái đũa phanh và 10 cái tay phanh nhé. Bên em thì lúc nào cũng trang bị cho khách hàng 10 cái này, thì có thể nhiều khách hàng sẽ không dùng đến hết ấy, nhưng mà nếu như dùng hết ấy, thì là vừa đủ. Còn nếu như dùng 8 cái là thiếu, thì về các bạn sẽ có 4 cái là các bạn hàn chập như thế này, 3 cái đấy, 4 cái cả cái phanh tay nữa là các bạn sẽ phải hàn chập vào như này, thì nó sẽ thành đây là 3 cái này, 2 cái thì dành cho đũa phanh, 3 cái thì dành cho chân phanh. Còn 2 cái còn dư này, bên mình đưa dư là bởi vì sử dụng cái lỗ này như một cái bản lề để xoay. Cái ống 27 các bạn sẽ hàn xuyên suốt từ 3 cái này, 1, 2, 3, 4 là hàn thẳng vào ống 27. Còn 2 cái này sẽ cắt một mẩu như này, hàn khung xe. Tất nhiên là nhiều bạn cẩn thận thì có thể dùng cái ống khác để hàn lồng vào, cũng không dùng đến cái này. Tuy nhiên mình cứ đưa thêm thì nhiều bạn không phải đi mua thêm nhiều ống, thì có thể dùng nập là, uốn tròn
rồi giữ cũng được, hoặc là dùng cái này giữ cũng được, mình cứ đưa thừa cho các bạn về các bạn dùng. À, phần số lùi chụp cắt đăng ấy, thì vẫn ưu tiên cho các bạn hai cái đuôi chuột và hai cái khớp chuột. Số lùi đây, số lùi thì hàng tốt nhé. Đấy. Số phụ và cầu, cầu này thì bên em là cầu lặng các bạn nhé, cầu cân nặng nhất hiện nay. Đấy. Có trọng lượng nặng nhất trên thị trường hiện nay. Đấy. Thì tí nữa em sẽ cân cho các bạn một cái cầu 90 này, bao nhiêu cân thì em sẽ cân lên cho các bạn. Đấy là em bán thì từ trước đến bây giờ thì là em nhập hàng là cái cầu này là cái cầu nặng nhất. Đấy. Thì mình sẽ cân lên. Còn bánh thì là bánh 500-12. Khách hàng có thể lấy qua bánh 400-12 thì tùy. 400-12 thì đường kính nhỏ hơn một tí, bản rộng hẹp hơn một tí. Thì đây là tùy khách hàng. Ngoài ra thì khách hàng có thể mua thêm bánh trước. Đấy, bánh trước thì có đường kính là 50, bản rộng là 10. Bánh trước thì lắp vừa y như vào bánh trước của xe máy luôn. Nó rất là khỏe, cứng cáp và khỏe. Đấy là bánh trước, có cả bát phanh và lắp được cả phanh luôn. Trục 12. Đấy. Bánh này mình lắp vào thẳng vành trước được các bạn nhé. Lắp thẳng vành trước được nhé. Đấy. Đây là tổng bộ một bộ như này. Một bộ bao gồm trục, bánh, số phụ, số lùi. Đấy, như trong cái khung hình đang quay đây. Thì mình bán giá hiện tại nhá là 5.1 triệu. Đấy. Giá hiện tại 5.100.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển, nhíp 6 lá, số lùi, số phụ, bánh 500-12, gai máy cày, cầu. Đấy, như trong khung hình này nhá. Còn các bạn mua thêm bánh trước thì thêm tiền, đổi sang nhíp nhập này thì thêm 50.000. Cuối video thì em có giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mới nữa. Bên em mới phay để chuyên phục vụ cho khách hàng. Thì trong cái quá trình sử dụng cái bộ xe máy nguyên bản ấy, cái đầu trục thò ra khỏi xe máy nó rất là ngắn. Thì các bạn làm xe rồi ấy, thì nó chỉ có bằng này thôi. Đấy, nó chỉ có bằng này thôi các bạn nhé. Tức là nó lắp vừa cái nhông xe máy vào đây. Và sau đó là đến cái phe cài này thì người ta sẽ cắt luôn ở chỗ này. Nó sẽ ngắn hơn. Đấy, thì trong cái trục này mình phay bên mình đã đặt hàng, người ta phay nó dài ra 1 cm so với này cái bản cũ. Vì vậy á, khi các bạn chạy vào xe máy và số lùi ấy, cái lực truyền nó sẽ rất là lớn, ít khi bị bượt cái trục này, bượt cái răng này. Các bạn cứ tưởng tượng nó sẽ dài hơn khoảng 1 cm nữa là nó sẽ khỏe lên rất là nhiều các bạn nhé. Trục này rất tôi rất là cẩn thận đấy. Đây này. Trục thép tôi. Đó, như mình đã từng bán thì nó sẽ một số dòng Dreamway là lắp vừa luôn các bạn nhé. Đấy, một số dòng Dreamway là lắp vừa. Cốt này 17, cái chỗ này là 20. Đấy. Và một loại nhỏ hơn thì cái này là 17. Cái dưới này cũng 17 luôn. Đấy, thì cái cốt này là 12 này. Đấy. Cái cốt vòng bi này là 12 này. Đấy, hai loại các bạn nhé. Loại này và loại này. Đấy, các bạn khi tháo xe ra nhìn loại nào vừa thì mua loại đó. Thì chắc chắn một thời gian là các bạn sẽ phải thay cái trục này. Hoặc là các bạn là kỳ công thì thay ngay luôn từ đầu cũng được. Thì nó sẽ rất là bền, nó truyền lực tốt hơn rất là nhiều. Đây, cái kích thước này này. Đây, cái kích thước này là tầm 70 mấy đây này. Đấy, 78, 79 đây này. Là kích thước phần thân nhé. Phần thân trong máy này. Còn cái kích thước phần thò ra ngoài thì là phần này đây. Đó, 45-46mm. Dài hơn so với này, cái trục nguyên bản của xe máy là khoảng 1.2cm.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi chi tiết đặt hàng có thể liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn mua trục này thì em có để link mua ở dưới phần mô tả sản phẩm. Các bạn có thể bấm vào đấy và đặt hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.